Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Với video lần này là mình sẽ làm một video hướng dẫn các bạn cách để treo loa bằng ti. Và đây cũng là những câu hỏi mà cũng như là những yêu cầu của các bạn đang theo dõi channel của Thiên Vũ rất là nhiều. Nhiều video Thiên Vũ đã xem qua thì mình thấy là các bạn đa phần là hướng dẫn về chung chung và không có ai hướng dẫn về một cách cái gì đó là cụ thể và rõ ràng cho các bạn xem. Thì với video các bạn theo dõi tại Thiên Vũ, mình sẽ hướng dẫn các bạn từng chi tiết một, bao gồm là sẽ có những dụng cụ gì, thiết bị gì để hoàn thiện được một cái công trình treo loa như thế nào, và kinh nghiệm treo loa và vị trí đặt loa như thế nào là phù hợp. Đây chính là những phụ kiện và cũng như thiết bị mà các bạn cần phải dùng. Thì cái đầu tiên chúng ta phải có chính là một máy khoan tường bê tông, có thể khoan được bê tông, và chắc chắn là phải có hai chế độ, đó là chế độ khoan bê tông và chế độ búa nha các bạn, rất là quan trọng. Đó, và công suất chúng ta phải mạnh vì những trường hợp chúng ta khoan bê tông rất là lớn. Chúng ta cần phải máy mạnh để chúng ta làm việc khi mà thao tác nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Cái thứ hai chính là mũi khoan. Thì mũi khoan các bạn có thể sử dụng bằng mũi khoan 10 ly. Mình đang sử dụng là cây ti là 8 ly. Các bạn có thể treo được trọng lượng đến 70 kg quay đầu là rất là ok, và các bạn không phải yên tâm, không cần phải lo nó rơi rớt gì cả. Và để mà chắc chắn và đảm bảo an toàn thì vấn đề liên quan đến kỹ thuật và các sự tỉ mỉ của các bạn trong lúc khoan và cũng như là lúc mà treo ti. Thiết bị khác mình xin chia sẻ các bạn đó chính là mũi khoan. Mũi khoan này thì các bạn phải được thiết kế và phải tìm được một thợ tay nghề cao để trau chuốt cho cái cây khoan. Thì cái cây này là cây thép nguyên khối. Ngày trước là mình đã từng học một anh tên Tèo, ảnh hay treo lo cho mình. Và về sau mình thấy cái cây khoan của ảnh hay bị gãy thường xuyên, cứ hễ khoan chừng vài lo là bị gãy. Thì mũi khoan mình đang sử dụng mũi khoan 10 và cây thép nguyên khối nên nó rất là cứng, không có bị cong vênh. Và khi mà các bạn làm cái cây ti này, các bạn cực kỳ quan trọng ở cái độ thẳng. Mình tìm một người thợ làm cho mình cái cây này, và cây này chỉ giá mình làm đến 2 triệu mấy một cây, nhưng mà nó rất là xịn sò, mình xài đây 1 năm trời chưa bị xi nhê gì cả. Đó là khả năng của tay nghề của từng thợ, là phải độ thẳng giữa cái cây ti lúc mà khoan và lúc mà khoan lên giữa cái ti này với cái mũi khoan là cái yếu tố rất là quan trọng cho cái sản phẩm này. Ok, là kế đến các bạn cần phải có một mũi khoan đẩy đục cái tắc kê nở. Đây là một chiếc tắc kê bê tông đạn ha các bạn ha. Thì hiện tại là mình đang sử dụng 8 ly, các bạn có thể sử dụng size lớn hơn là 10 ly, 12 ly tùy theo trọng lượng các bạn. Thì các bạn nhớ là chúng ta làm thì chúng ta phải đảm bảo được cái yếu tố an toàn nha các bạn. Vì cái này làm thì nó rất là cực và cực kỳ mất thời gian. Nên nhiều chỗ các bạn sẽ lưu ý chỗ đó. Và đây chính là cây ti mình làm. Mình sẽ xoắn. Mình sẽ bắt đầu xoắn khi mà mình khoét lỗ xong, và mình sẽ xoắn cái đầu đạn này vào để cho bám sát, và sau đó chúng ta sẽ sử dụng và chúng ta gắn vào máy khoan này. Và chúng ta chuyển qua chế độ búa. Thì sau chế độ búa thì cái tắc cây đạn này sẽ được nâng thẳng lên trần bê tông của chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu dùng thiết bị siết, và chúng ta phải thiết kế ra được một cái cây có đảm bảo được yếu tố làm việc được đó. Thì chúng ta Thiên Vũ làm cái cây này, và khi mà Thiên Vũ đưa cây này vào siết lại thì cái đây là một cái tay để Thiên Vũ dặn. Các bạn có thể bu và treo lo và yên tâm và siết đủ mạnh, và khi mà xả ra nó không bị gãy. Cái cây ti này cũng rất là quan trọng các bạn, và nó phải chịu được cái độ tức rất là cao. Độ tức là khi mà chúng ta đục vô á là tránh bị gãy mối hàng, nên các bạn phải tìm một người thợ nào để làm cho các bạn sản phẩm này cũng khá là chất lượng nha các bạn. Ngoài ra đó chính là một thiết bị, đó là vũ khí của mình, đó chính là cây súng cắt này. Khi mà chúng ta cắt thì cái ti nó sẽ dài hơn, thì lúc đó chúng ta phải cắt ti đi. Thì sau khi mình hướng dẫn qua lý thuyết cho các bạn, mình sẽ làm cho các bạn xem. Máy này thì các bạn sử dụng bằng máy cắt bình thường để chúng ta cắt gọt đi và để chúng ta dặn con tán vào. Nhưng mà đối với Vũ thì sướng hơn, thì Vũ dùng cái cây ti này như thế này, chỉ cần đặt vô thế này thôi. Đó, mình sẽ bấm, các bạn nhìn xem. Và đây là cái máy vũ khí của Vũ, rất là tiện, và thứ nhất là không bắn lửa. Như vậy là mình đã xong. Mình đã cắt thành công một cái cây ti gọn nhất, không làm tia lửa, không bụi bặm, không cần phải quá nhiều công sức. Và các bạn lưu ý một điều, và cái video này mình chia sẻ cho những anh em đang làm âm thanh nơi khác mà chúng ta chưa có dịch vụ làm cái cây ti này cho khách hàng. Thì chúng ta có thể áp dụng làm cho khách hàng mà chúng ta sẽ tốn khá là nhiều công. Có thể một bộ dàn các bạn treo lo thôi, các bạn sẽ mất từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ mỗi lần treo lo, vậy rất là nhiều công sức. So với các bạn treo tường thì khoan vài cái chỉ cần 5 phút 10 phút là xong. Làm cái cách này thì sẽ cực công nè, bụi bặm dơ nhiều hơn nè. Nhưng mà khi chúng ta làm thành công thì nó mang cho khách hàng chúng ta một cái giá trị khác. Và một điều lưu ý nữa là khi các bạn treo lo, đó là kinh nghiệm treo lo, thì các bạn nên lưu ý một số điều là về liên quan đến thẩm mỹ. Ví dụ mình ở đây mình treo lo ở đây thì các bạn nên lưu ý về liên quan đến khả năng về thẩm mỹ nữa. Khách hàng bỏ vài tỷ ra mua một căn nhà, không để cho một bộ vàng 100 triệu các bạn phá hình ảnh cũng như là phá cái vẻ đẹp của cái căn hộ của họ. Nên các bạn lưu ý chỗ này. Về cái cách này thì các bạn sẽ dựa vào cái khả năng quan sát của các bạn và cái sự tỉ mỉ và cái tinh ý của bạn thôi. Nên mình không hướng dẫn về cái này được. Mình đã quay xong mà mình sẽ thử, rồi mời Huy sẽ đu theo thử. Đó, các bạn thấy không? Đó. Rồi đu lại cái lần nữa Huy ơi. Bạn Huy sẽ thử đeo thử là. Đó. Ok. Và sau khi chúng ta lắp đặt thì cái công đoạn cuối cùng chắc chắn là phải có, đó chính là khâu vệ sinh chỗ để chúng ta làm việc rất là bụi, vì làm cái này cũng khá là bụi nha các bạn. Vậy là mình đã lắp xong cái hệ thống mà treo lo, thì mình xin chia sẻ các bạn một vấn đề các bạn lưu ý. Thì bởi góc treo lo thì chúng ta nên canh giữa chiều sâu từ tường đi ra ngoài như thế nào, và tùy theo mỗi lo có cái mít lô như thế nào chúng ta sẽ canh, để chúng ta né trường hợp là nó bị ù vô những cái góc cột các bạn ha. Còn đối với những dòng lo mà không có mít lô tốt hoặc là những cái âm thấp mà ít á, thì chúng ta có thể treo sát tường vô tư. Nhưng mà những loại loa mà có thể đánh được bù súp á, thì các bạn lưu ý phần đó, thì để tránh nó bị hùm tiếng ở trên ngay góc, vị trí góc. Còn đây mình treo là có cuộc dạng là light array nên mình có gắn sát góc thì chỉ là tốt cho mình thôi, không hề sai, vì nó sẽ tăng thêm cái độ ù, nó tạo một cái độ ù cũng như là tạo ra một cái mid low vậy đó. Nhưng mà còn những lo lớn thì các bạn lưu ý ở phần này. Như vậy là mình đã treo lo xong, thì các bạn thấy video hướng dẫn này có chi tiết và tỉ mỉ thì các bạn đừng quên ủng hộ bên anh em Thiên Vũ một like và một share. Xin chào và gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye.